sự yên bình của thiên nhiên đã trở lại. Chị Chi, đây là một hòn đảo nhỏ của Tiun và Chi Chi. Hòn nhỏ đó, hòn đảo này được làm bằng cát. Cát này bị xì ra từ săn trộm cát, từ buôn lậu cát ở trong rừng. Đây cái ống này hút cát ở dưới đáy á, làm cho mấy cây đước nó bị chóc gốc, và khi người ta chôm cát để về xây nhà cho các bạn đó thì nó bị xì ra chỗ này, nó lên thành một cái cồn cát, trở thành một cái biển nhỏ mini giống như bãi biển vậy, để tôi ôn vào đáy cá ti ti đến chơi chân của đáy cá đó. Nhờ chân của tôi ôn giúp ra đi con. Tụi mình sẽ ở đây nghỉ ngơi và chơi. Nếu bạn chó nào khỏe thì sẽ bơi ra đây kiếm tụi mình. Còn không thì tụi mình sẽ ở đây chơi. Chơi cát, nè, chơi cát biển. Xin quý vị đừng có xây nhà nữa, đừng có tàn phá thiên nhiên nữa. Bây giờ tôi sẽ yên lặng để cho các bạn nghe âm thanh của tự nhiên nha. Rồi chúng ta sẽ quan sát vào rễ cá ti ti nó làm gì trong rừng.